Xin kính chào quý bà con, quý cô bác chị các bạn đang xem kênh. Thì chiều hôm nay là thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý bác, quý chị nào có xem kênh, có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý chị, các bạn, tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá đang có chiều hướng đang giảm trong thời gian khoảng một vài ngày trở lại đây nha quý bà con. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 17.000 đến 18.000, loại 2 dao động từ 12.000 đến 13.000, loại 3 dao động từ 7 đến 8.000 đồng ký. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây hiện nay thì hàng đẹp dao động từ 15 đến 16.000. Hàng sàn dao động từ 12.000 đến 14.000. Còn hàng giả có thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây dao động từ 3 đến 4.000 đồng một ký, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 13.000, 14.000, 15.000. Bò sàn thì 11.000, 12.000, 13.000. Hàng giả có thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì đang dao động từ 3 đến 4.000 đồng một ký, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá cũng không có biến động gì nhiều. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 dao động từ 16 đến 17.000, loại 2 dao động từ 11 đến 12.000, loại 3 dao động từ 6 đến 7.000 đồng một ký. Hàng giả của thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì đang đóng từ 4 đến 5.000 đồng một ký, tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin hãy kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip cập nhật hình giá thanh long ruột đỏ tiếp theo.